em giới thiệu dàn cày 3 lưỡi của Nhật nha. Mới cập bến tại cửa hàng. Đây là dàn cày của Nhật nha cả nhà. Hôm trước về cái dàn cày 3 lưỡi của Nhật thì em bán rồi. Đó, anh khách về trả lời là cái con cái dàn cày đó làm cũng rất là sướng luôn nha cả nhà. Cái dàn cày này là làm rất là sướng. Dàn cày 3 lưỡi của Nhật này làm rất là sướng luôn nha. Cả nhà tham quan sơ qua em nói một vòng nguyên viên từ Nhật về. Của Nhật. À, hôm cái dàn cày trước anh khách em mua về làm rất là sướng luôn nha. Anh nói với em là dàn cày làm sướng lắm. Làm rất là sướng nên là các anh các bác nào mà hôm trước hỏi em á chưa kịp nghĩ là mình chặn tay một tí thì anh khách có đã mua rồi thì bây giờ những anh khách đó nhanh tay liên hệ với em để sở hữu cho mình con ha. Con dàn cày đẹp tuyệt vời này nha. Về mình làm siêu bền luôn. Siêu bền luôn nha cả nhà. Dàn cày 3 lưỡi của Nhật. Là 30 nha cả nhà. Chục của nó rất là to luôn cả nhà nè. Chục rất là to chắc luôn. Dàn cày 3 lưỡi của Nhật. Làm siêu bền siêu sướng. Bên em đang giá là 30 nha cả nhà. Đây bảng hiệu của nó đây. Bảng hiệu của nó đây nha cả nhà nha. Các anh các bác là còn sở hữu em nói cho máy nhau. Hôm trước cái dàn trước em bán anh khách về làm mà kêu là làm rất là sướng luôn nha cả nhà. Đi cày rất là sướng luôn á. Lâu lâu mới có một dàn về. Hôm nay em lại được về một cái dàn nữa. Dàn cày 3 lưỡi của Nhật. Rồi, kính chào cả nhà nha. Anh các bác nào mới vô qua kênh chưa đăng ký chưa like ủng hộ thì các em nhớ đăng ký nhấn like ủng hộ nhé. Mình kịp thời theo dõi bên cái video mới nhất mà bên em phát ra. Dàn cày 3 lưỡi của Nhật.